giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 12 giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg ở một vài địa phương. Giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 12 điều chỉnh giảm giải rác, đối mặt muôn vàn khó khăn trong hoạt động năm 2021. Ngành thú y đã kịp thời ngăn chặn tất cả các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi, thủy sản. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay giảm giải rác ở một vài địa phương. Hiện tại thương lái tại hai tỉnh Nam Định và Phú Thọ đang giao dịch trung giá 49.000 đồng mỗi kg, hạ nhẹ một giá so với ngày hôm qua. Mức giá phổ biến trong khu vực là 50.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 50.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 47.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 50.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 50.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 51.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay hạ 1.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, Quảng Trị và Quảng Ngãi cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 49.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa và Đà Lắc. Mức giá cao nhất trong khu vực là 51.000 đồng mỗi kg, được ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. Các địa phương còn lại đang giao dịch chung giá 50.000 đồng mỗi kg. Tương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 50.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 51.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 49.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 49.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 49.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 49.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 50.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lạng sóng. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Trong đó, tỉnh Long An tiếp tục giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng mỗi kg các địa phương khác vẫn đang thu mua heo hơi ổn định trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 49.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 50.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 49.000 đồng mỗi kg. Vũng Tàu là 50.000 đồng mỗi kg, Long An là 47.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 51.000 đồng mỗi kg, An Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 49.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 51.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 49.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 51.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 51.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 48.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 50.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 50.000 đồng mỗi kg. Ngày 15 tháng 12, Cục Thú Y đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y cho biết, năm 2021, mặc dù ngành nông nghiệp nói chung, công tác thú y nói riêng phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều chương trình, kế hoạch quốc gia phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi được triển khai có hiệu quả, nhờ đó công tác thú y, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã đạt những thành tựu rất đáng khích lệ. Tất cả dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi đều được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn, tăng đàn, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, xuất khẩu sản phẩm động vật tăng hơn 4% so với năm 2020, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin.